Đây. À, và sau đây là phẩm kế tiếp mà anh Vũ Linh thường nhắc tới với Phi Nhung, là hồi nhỏ anh rất là thích bài hát này. Bây giờ thì Phi Nhung có thể hát với anh, thì lâu lắm rồi em cũng không có hát, nhưng mà em sẽ cố gắng, và hôm nay trong ngày hôm nay Phi Nhung ráng cố gắng để thuộc bài đó, là nhạc phẩm của Tú Nhi, nhạc phẩm Nếu Chúng Mình Cách Trở. Bây giờ xin mời quý vị hãy thưởng thức xin quý vị. Sáng sớm xin một vài một đèn pháo tay nữa cho Phi Nhung xin mời quý vị.
Và sau đây mình xin mời quý vị. Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Vũ Linh là một nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương, qua đời ở tuổi 65 tại nhà riêng sau một thời gian mắc ung thư vào ngày 5 tháng 3. Lễ nhập quan diễn ra vào ngày sáng ngày 6 tháng 3, động quan lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3. Linh cữu của nghệ sĩ tài ba này được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, chủ tịch hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghệ sĩ qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Nghệ sĩ không lập gia đình, có một con nuôi. Cháu gái ông là ca sĩ Hồng Phượng, được ông uốn nắn theo nghề từ nhỏ. Và như chúng ta đã biết thì nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ của chúng ta là Phi Nhung thì có mối quan hệ rất đặc biệt với nhau, bởi vì nghệ sĩ Vũ Linh cũng là một người thầy, một người bạn rất vô cùng đặc biệt đối với Phi Nhung. Và ngay cả chính thời gian mà Phi Nhung mất đi thì nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã dành rất nhiều tình cảm đối với Phi Nhung và trao cho chị những lời ngọt ngào nhất. Và ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, những vai diễn giọng hát của cậu Năm sẽ mãi mãi là một huyền thoại trong lòng của rất nhiều khán giả hâm mộ và rất nhiều những người ở trong nghề. Và xin cúi đầu chào thần tượng cậu Năm Vũ Linh. Và Mạnh Quỳnh cũng đã gửi rất nhiều lời chúc chân thành đến với nghệ sĩ, mong nghệ sĩ cùng với lại Phi Nhung của anh ở bên thế giới bên kia được gặp nhau, đoàn tụ và có thể mỉm cười khi nhìn lại những quá trình mà chúng ta đã cùng nhau đi qua. Điều đặc biệt mà hiếm nghệ sĩ nào ngoài Vũ Linh cũng được chính là khả năng kết hợp ăn ý với tất cả các cô đào mà ông diễn cùng. Hàng chục nghệ sĩ nữ, trong đó có Phi Nhung, và ngoài ra còn có cả Lệ Thủy, Mỹ Châu, Hương Lan, Ngọc Đáng, Phượng Mai, Ngọc Huyền, đặc biệt là Tài Linh, thì khi diễn cùng với nghệ sĩ Vũ Linh thì đều tỏa sáng theo một cách riêng. Vũ Linh đã truyền lửa cho rất nhiều bạn diễn, họ tung hứng và cùng nhau tạo nên những vở diễn gần như là trở thành huyền thoại đối với người hâm mộ, duy trì sức hút hàng thập kỷ bất chấp cuộc sống kín tiếng. Những ngày cuối đời, căn bệnh của nghệ sĩ Vũ Linh trở lên trầm trọng hơn, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Nghệ sĩ Vũ Linh cũng từng yêu nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, nhưng rồi họ lại chia tay. Kể từ đó, nghệ sĩ sống độc thân. Từ năm 2019, thì nghệ sĩ ngừng đi diễn vì sức khỏe đã yếu và ông muốn dành thời gian từ thiện, đào tạo lứa nghệ sĩ trẻ. Và giai đoạn đó, nghệ sĩ đã phải trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn đã qua khỏi. Sự ra đi của ba người thật sự mất mát quá lớn trong giới nghệ sĩ sân khấu và cả khán giả lẫn trong nước và ngoài nước. Vì thôi thì kiếp tầm cậu hai và chị cậu năm và chị hai cũng phải nhà tơ nợ trần gian. Từ đây chị không còn phải cô đơn nữa, cậu năm Vũ Linh đã đoàn tụ với chị rồi và cùng đoàn tụ với anh Chí Tài nữa. Ba người hãy thật hạnh phúc bên nhau ở trên cao và luôn luôn dõi theo hành trình của tất cả những hậu duệ của anh, của các chị, của các cậu, cũng như là những người mà luôn luôn, những nghệ sĩ mà luôn luôn yêu mến. Và mối quan hệ giữa nghệ sĩ Vũ Linh và Phi Nhung là được mọi người vô cùng trân trọng. Ngoài Phi Nhung, trước khi mà có dịp tham gia với lại nghệ sĩ Vũ Linh thì Phi Nhung còn trổ tài các bài hát cải lương cùng với nghệ sĩ Kim Tử Long, Trinh Trinh trong trích đoạn đặc biệt từ vở tuồng kinh điển Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, với bối cảnh khi Lương Sơn Bá gặp gỡ Trúc Anh Đài lần đầu tiên và kết nghĩa tri kỷ. Với Phi Nhung thì Phi Nhung cũng diễn với Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài vài lần, nhưng có lẽ lần đầu đối với Phi Nhung thì lần đầu tiên đứng trên sân khấu với Vũ Linh. Vậy nên Phi Nhung có chia sẻ rằng Phi Nhung từng bị khớp khi đứng trước một nghệ sĩ tài hoa như vậy. Phi Nhung có nói rằng anh Vũ Linh là một kép hát quá nổi danh rồi, mình chỉ là một dân tay ngang, các cải lương theo kiểu tự học là chính, nên khi được biết đến diễn xuất, sự xuất hiện của anh làm Phi Nhung cũng rất mừng vui vì sự xuất hiện điều này. Và như vậy thì khi mà Phi Nhung kết hợp cùng với nghệ sĩ Vũ Linh đã tạo ra một bản kịch Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, gây được một tiếng vang rất lớn trong giới nghệ sĩ cũng như đối với quý khán thính giả. Mà Phi Nhung cũng có nói rằng tuy là có sự kết hợp với nghệ sĩ Vũ Linh như vậy, nhưng không biết vì sao trên sân khấu Phi Nhung lại cảm thấy run quá, rồi thành ra khớp, dù đã tập trước rất nhiều lần rồi, phải diễn đi diễn lại mấy lần mới hoàn chỉnh được. Chắc tại vì mình sợ, vì biết tính anh Vũ Linh rất khó, nghiêm khắc trong nghề nghiệp lắm, bất cứ lớp diễn nào anh cũng kỹ càng. Phi Nhung cũng chia sẻ thêm là khi mà Vũ Linh đã chuẩn bị ra xe để đi về rồi, Phi Nhung cũng đã để nguyên đồ diễn từ phòng trang phục chạy ngay ra để xin lỗi nghệ sĩ Vũ Linh và mong nghệ sĩ bỏ qua cho cô, vì bản thân Phi Nhung cảm thấy mình đã diễn thật sự chưa tốt như mong đợi. Về phía Vũ Linh thì nghệ sĩ chỉ nhẹ nhàng bảo với cô rằng không sao đâu, như vậy đã quá tốt rồi. Và nghệ sĩ Vũ Linh cũng đã hứa hẹn là sẽ một ngày nào đó sẽ hướng dẫn cho Phi Nhung hát cải lương và diễn tuồng cổ. Đây là một điều rất đặc biệt đối với những người nghệ sĩ đối với nhau, cũng như là mọi người luôn mong rằng một người nghệ sĩ tài hoa, có tâm, có đức, có tài như nghệ sĩ Vũ Linh trên cao thì đã hoàn thành hết sứ mệnh ở cuộc đời này rồi. Và mong rằng ở trên cao, những người nghệ sĩ của tài hoa của chúng ta là nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ Vi Nhung và nghệ sĩ Chí Tài
Được an nghỉ ở nơi chiến suối và tất nhiên rằng những cống hiến của những nghệ sĩ này đối với quý khán thính giả, đối với nền nghệ thuật của nước nhà đều đáng trân trọng và phát huy, truyền tải đến mãi về sau hơn nữa, và dàn hậu duệ của những họ luôn luôn giữ trọn giá trị của họ trong các vở diễn, trong các bài nhạc, để khi mà nhắc đến những vở diễn Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, mọi người đều nhớ đến những cái tên Phi Nhung, Vũ Lương hay những bài hát đặc sắc chỉ có ở Vũ Lương, Phi Nhung và nghệ sĩ Chí Tài thì mọi người đều nhớ đến. Tuy nhiên rằng mọi người vẫn sẽ mãi nhắc đến những nghệ sĩ này như một tấm gương để học hỏi, không chỉ là trong ngành, trong việc hát, trong việc rèn rũa, dành những tình cảm đặc biệt của mình đối với âm nhạc, sự trân trọng của mình đối với những lời ca, những sân khấu mà họ bước đến, mà còn là sự cuộc sống của họ bên ngoài, những tinh thần vượt khó cũng như là tấm lòng nhân ái. Đối với xã hội này, họ đã mang lại rất nhiều điều giá trị cho xã hội, ví dụ như sự từ thiện, lòng từ thiện của Phi Nhung và cũng như là rất nhiều hoạt động khác mà các ba nghệ sĩ là Chí Tài, Phi Nhung và Vũ Linh đã đem lại cho tất cả những quý khán thính giả và cho nền âm nhạc này. Đây là điều mà mọi người vô cùng trân trọng, bởi vì những huyền thoại đó sẽ mãi mãi luôn nằm in sâu trong trái tim của tất cả mọi người yêu nhạc, tất cả những ai yêu mến giọng ca, những bài hát bolero ngọt ngào hay những vở tuồng chèo ca cổ, và như một đoạn ký ức không luôn luôn gắn mãi ở trong lòng những quý khán thính giả có tuổi và những quý khán thính giả giờ đây đã biết yêu mến họ hơn.